Thị trường có một phiên giao dịch đầu tuần nhìn chung là ca sáng tăng điểm khá tốt, tuy nhiên ca chiều dưới áp lực của thị trường thế giới giảm khá mạnh thì thị trường trong nước chúng ta buổi chiều nhúng rất sâu. Tuy nhiên đóng cửa thì gần như là đóng cửa giá tham chiếu là cũng là việc rất tốt. Cả ngày bị đạp ba đáy, mọi người có thể thấy đây là ba đáy lên xuống rất nhiều, nhưng kết quả đóng cửa chỉ giảm 2 điểm mà chỉ số VN Index nhìn chung là cũng tạm chấp nhận được. Rồi xin chào mọi người, em là Nhật Quang đến từ kênh nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là WeFi Stock. Thì nhìn chung hôm nay trở lại phân tích thị trường thì mọi người có thể thấy là phiên đầu tuần hơi mệt mỏi phải không? Tại sao? Thì đơn giản là thế giới, mọi người có thể coi bây giờ thế giới đã hồi được một tí rồi, hồi được một tí so với hồi trưa các chỉ số này giảm hơn dày rất nhiều, cũng như là chỉ số dầu thô, nguyên liệu thô cũng giảm rất nhiều, nó thịnh hành vô tình hình thành nên cái lực bán trong hôm nay, nhưng rất nhiều cổ phiếu vẫn tăng, số mã tăng là 163 mã, vẫn rất nhiều, Copo hôm nay trần, nhiều cổ phiếu ở đây mọi người thấy vẫn tăng bình thường. Nhìn chung hôm nay ngành chứng vẫn tăng, ngân hàng vài cổ phiếu nó vẫn tăng, thị trường không có vấn đề. Chủ yếu là gì? Là tâm lý nhà đầu tư chúng ta tiêu cực và áp lực lớn nên người ta không kéo, người ta thả ra luôn. Nên hôm nay nhìn chung là trừ mua thêm, chốt một hai cổ phiếu chúng ta vẫn giữ mọi thứ như cũ. Rồi, nói về danh mục thì mọi người có thể thấy danh mục chúng ta hôm nay có Yiwan tím. Thì con này đã mua rất nhiều, bản tin nào cũng khuyến nghị. Nên ở đây em sẽ không nói lại. Cô thì tím tiếp thôi. Con này target hay mơ vượt 2x nha. Target là vượt 2x nên mọi người cứ giữ. Cô tăng thì NT2 cũng tăng. Và các cổ phiếu chứng khoán và một số cổ phiếu mid cap, ngân hàng. Mọi người có thể thấy hôm nay là khá nhiều cổ phiếu giảm mạnh. Giảm mạnh đương nhiên là hôm nay khá nhiều con do áp lực chung là vẫn rất lớn. Các cái sàn khác như Upcom, mọi người thấy hay Upcom hay HNX nó vẫn đỏ. Không, đóng cửa vẫn đỏ. Vin30 đóng cửa xanh. Áp lực là rất lớn. Hôm nay chúng ta không đỏ hết toàn bộ là tốt rồi nha, không đỏ hết toàn bộ là tốt rồi. Rồi, quay trở lại thì chỉ số thị trường chung hôm nay. Đóng hết đi. Rồi mọi người có thể thấy sao? MA10 vẫn đang tiếp tục đi lên, thị trường nhúng về test dùng MA20 là quanh đây. Sau đó rút chân đi lên thì đánh giá đây là một trạng thái khá tốt nha, một trạng thái khá tốt. Rút chân lên MA10 dẫn cắt lên thì xác suất ngày mai có thể thị trường chúng ta sẽ tăng lên lại. Tức là khi MA10 cắt MA20 sẽ báo hiệu một điểm mua. Lúc đó thì thị trường sẽ tiếp tục kéo lại bình thường thôi. Nhìn chung thị trường chúng ta vẫn đang sideways trong cái biên Davatt ngay đây. Khi nào nó bứt ra được 1490 nó sẽ xác nhận một cái gì đó. Còn ở trạng thái này thì cứ bình thường không có gì xấu. Xấu là khi nào? Là khi thị trường hỏng mất 1440 tại dưới đây thì bắt buộc phải bán hết nha. Lúc đó thì em nghĩ là nên cắt toàn bộ luôn. Toàn bộ danh mục phải cắt hết. Còn bây giờ nó không hỏng thì cứ bình thường thôi. Nó đang giống giống cái giai đoạn nào? Giai đoạn ở khúc này. Khi thị trường rơi mạnh, hồi lên là bắt đầu đi xe quay ngang. Thị trường chúng ta đang giống giống khúc này. Nha, khúc ở bên đây. Thì nó rơi mạnh xuống hai cây này ha. Hồi lên rồi bắt đầu đi ngang thì nó sẽ bắt đầu rung lắc ở cái giai đoạn này thôi, thì cứ chờ bình thường, em đánh giá là không có gì xấu. Từ giờ tới hết tháng 12 chúng ta còn 2 tuần, tức là tuần này và tuần sau để dư sức để thị trường chúng ta đánh, cũng như là qua quý 1 năm sau tháng 1 vẫn còn dư thời gian để cho nhịp chạy nữa. Thì nhịp chạy này em vẫn kỳ vọng có thể vượt được ngàn năm nha, có thể vượt được ngàn năm tới 1550. Rồi đó là nói về VN-Index. Chúng ta nói về VIN30 thì cũng tương tự thôi. VIN30 nó đang hình thành được cái tam giác nhỏ quanh đây. Khi nào nó bứt lên được thì tính nha. Sắp rồi, em nghĩ là sắp rồi, tại vì do chỉ số của các dòng cổ phiếu nó đang bắt đầu tăng lại khá tốt. 1530 sẽ là điểm get out của VIN30. Rồi đó là các chỉ số nhìn chung thì chưa có gì mới nha, chưa có gì mới. Chúng ta nói tiếp trụ. Vietcombank tăng quá kinh ha, 3,1% thì hôm thứ sáu giảm mạnh, hôm nay tăng lại bù lại thôi, đâu có gì đâu. Thì nó sẽ lên, nó test là quanh vùng này trên 100 thì cứ ai cứ giữ giữ bình thường, em nghĩ nó vẫn đi ngang quanh đây xong nó mới đánh lên nha. Nên mọi người cứ giữ bình thường thôi.
Phiên này là phiên thứ sáu nữa rồi, nó cơ cấu nó giảm xuống thì bữa sau sẽ tăng lại. Đánh gắt có phải không? Hôm nay vít cuối phiên đạp cắm đầu luôn không? Thì nhìn chung hiện sao? Chắc là vẫn ở quanh cái vùng trên 97 nha. Trên 97 là trên vùng MA 150 thì chắc cổ phiếu nó vẫn giữ quanh đây. Đó, thì mọi người có thì cứ giữ thôi. Những con này nhìn chung là em không khuyến khích đầu tư. Nó có thể test quanh đây xong nó mới đánh lên nha. Sẽ có một cái nhịp vít nó về nó test từ 106. Mà khi nào thì khó nói lắm. Sabico hôm nay hủng 150 luôn. Nhìn chung những con này thì sao? Không nên nắm giữ nha, không nên nắm giữ. Nó hủng xuống dưới đây là ngay chỗ này là phải bán hết, là bắt buộc phải bán ngay chỗ này. Đó, còn bây giờ nó hủng xuống đây luôn thì dùng kế tiếp nó về là quanh 146. Masan tiếp tục là phiên bị giao dịch khối lượng cực lớn nhưng mà kết quả Masan vẫn tăng thì nhìn chung con này tốt nha. Con này vẫn target tới cặp 60, 180 chứ nhầm. Đó, mọi người có cứ giữ bình thường thôi. Cái thế đang rất đẹp, có thể là nó sẽ đánh bùng nổ tiếp tục. Nên mọi người đang có thì cứ giữ nha. Con này thì hôm cái đợt đi lên em đã hướng dẫn rồi, điểm mua rồi ở các bản tin phía trước. Người có thể coi lại. Còn bây giờ thì nắm giữ thôi. WG khi nào nó bứt được dùng giá bao nhiêu, dùng ở quanh 136, 137 thì mình tính nha. Khi nào nó bứt lên được quanh đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người mua mới. Còn nếu nó không làm được như vậy thì mình đừng mua nha. Hôm bữa em cũng nói rất rõ, bứt được thì mua, không bứt được thì thôi, mình mua trước làm gì. Thì bây giờ nó đang quằn xuống, tuy nhiên không xấu. Khi nào nó hủng xuống luôn thì xấu, còn nó không hủng thì cứ giữ bình thường nha. Ai đang giữ cứ giữ bình thường, chưa có gì mới với MWG. BNG vẫn sideways trong cái biên của kênh này, chưa có gì mới nha, vẫn chưa có gì mới thôi. Thì những con này hít thì nó đánh thôi. MA10 đang đi lên này, em nghĩ xác suất vài phiên tới là BNG sẽ đánh nha. Mọi người có cứ giữ, tuy nhiên nếu mà nó hủng cái vùng đáy nào, vùng đáy quanh giá này mình phải bán hết. Nếu mà lỡ chẳng may mà nó đập hủng mạnh quá là phải bán nha. Tiếp tục VHM thì nhìn chung y như kẻ phiên thứ sáu đã nói là gì, tăng lên mà không tăng vượt được cái giá 85. Đây người thấy không, khối lượng vào cực lớn mà không vượt được 85 thì chắc chắn nó sẽ quay xuống nha, chắc chắn nó sẽ quay xuống thôi. Đây là sự hiển nhiên trong đầu tư rồi, trong những cái phân tích kỹ thuật đây là sự hiển nhiên rồi. Để bây giờ nó quay xuống như thế này thì xác suất nó sẽ đầu quanh vùng 83, 82.5 trở lên nha, 82.5 tới 83 trở lên thì nó đầu quanh đây, xong nó mới lượn qua đây đánh lên. Nên những ai đang giữ VHM giữ bình thường, tuy nhiên những ai đang mua trên đây thì chấp nhận lỗ nhẹ trong ngắn hạn. Còn mua mới con này em nghĩ là nên chờ ít nhất là phiên hàng này về rồi tính nha. Tiếp tục VRE như đã nói phiên thứ sáu nó không bứt qua được cái vùng giá này phải không, 31.5 tạo cái râu thì xác suất nó cũng giống vậy thôi, đi ngang qua đây sau nó mới lên. Nên mọi người có thì cứ giữ thôi. T0, T1 thì mọi người cứ chờ T3 hàng về, nó hấp cung quanh dùng đây rồi mọi người tính nha. Còn bây giờ đu lệnh em đánh giá, mọi người đu lệnh vô xác suất mọi người lỗ rất cao nha, xác suất lỗ rất cao nếu mà đu lên đây. Bây giờ sẽ lỗ ngắn hạn rất cao. Cổ phiếu không xấu, tuy nhiên là hơi mất thời gian, hoặc là bây giờ đu vô tự nhiên mình lỗ thì cũng không nên. Rồi, tiếp tục. FPT, các cổ phiếu trong danh mục vẫn chưa có gì mới, chưa có gì mới. Đang đi bám trên dùng MA 100 nha, MA 100 thì nó đang bám khá là gắt trên đây. Nó hủng thì em sẽ cho bán, một người bán ngay. Còn nếu nó không hủng nó cứ đi ngang hoài vậy, khối lượng càng lúc càng bé về thì mình cứ giữ thôi. Chờ nó bùng nổ bứt qua giá 97 là mình tính, còn nó không bùng nổ bứt qua được 97 mà nó cứ giữ giữ vậy thì mình cứ giữ thôi nha, chưa có gì mới với FPT. Con này đã xây cái nền này quá lâu rồi. Từ chân nến ngay đây đi qua đây bao nhiêu, 2 tháng rồi mà vẫn chưa đánh mà cũng không gãy nữa thì mình cứ giữ coi như thế nào. Mất công vừa bán ra nó tăng nha, vừa bán ra nó tăng lại mất thời gian giữ để làm gì. Thì bây giờ nếu thị trường đánh những con này sẽ đánh thôi. Vinamilk hôm nay sao em đánh giá? Hôm nay là phiên khá tốt của Vinamilk, tức là nó không đánh lên ngay, nó bị bán phiên thứ sáu nhưng nó không đánh lên ngay, nó giữ quanh vùng giá này như thế này là đánh giá tốt nha, đánh giá là tốt. Thì chờ Vinamilk có thể là vài phiên tới nó sẽ kéo bước lên lại. Thì mọi người chờ, nếu nó bứt qua được giá 97, những ai đang giữ nó có thể mua trung bình giá ở đây để khi nó đánh lên trên đây mọi người bạn.
lên từ quên 8890 mọi người có thể bán nha. Còn bây giờ thì cứ giữ bình thường, nhìn chung Vinamilk này nó không hồi như Vietcombank, nhưng cái trạng thái này đánh giá là tốt nha, trạng thái đánh giá là tốt, cho ai chán thì bạn ra thôi. Tiếp tục RVR, con này thì sao, nhìn chung là không bước qua được giá 39 thì chưa nên mua mới, tức là mọi người muốn mua gia tăng con này thì qua 39 thì mua, còn không bước qua được 39 thì cứ nắm giữ bình thường nha. Hiện tại thì RVR nó quằn nhẹ xuống hôm nay do áp lực chung thôi, quằn nhẹ xuống không khủng gì nhiều, 1,7% nhìn thì nhiều nhưng thật ra không có nhiều lắm. Cổ phiếu vẫn giữ trên cái vùng này, trên cái vùng này thì cứ giữ bình thường nha. Khi nào nó mất giá như nó mất 37 thì mình bán, còn nó không mất 37 cứ giữ bình thường. Rồi đó là các con trụ trong danh mục. Tiếp tục chúng ta nói tới ngân hàng STB. Nó quay lên tăng phải không? Thì dư kẻ đây, mọi người thấy kẻ đây không? Khi nào nó bước qua 29 thì mọi người có thể mua 28.9, 29, người có thể mua mới với STB. Mua gì đó đều được nha, khối lượng vào cỡ 30 triệu, em nghĩ là sắp rồi đó. Đây xây cái nền này đây là cũng đạt rồi đó. Thời gian là cũng đủ luôn rồi đó. Em nghĩ là chắc khoảng ngày mai, ngày mốt gì đó là STB sẽ bùng nổ qua giá 29. Lúc đó người có thể canh mua mới, mua gia tăng, mua trung bình gì đó đều được nha. Thì STB giá 29 vẫn nhắc lại 28.9 29 gì đó. Ở bên đây thì mọi người có thể canh mua. Còn bây giờ thì cứ giữ bình thường nha. Hôm nay tăng vậy là đánh giá khá tốt rồi. VPBank hôm nay tăng phải không? Nhìn chung thì cứ giữ thôi, đâu có gì đâu. Bây giờ ngay chỗ này là dùng đáy. Quanh 33.5 là dùng đáy, phải không? Thì bây giờ nếu nó không hủng xuống 33.5 mình giữ bình thường. Thì xác suất nếu ngân hàng kéo nó sẽ lên test lại dùng 36. Nên mọi người cứ giữ bình thường nha. Còn mua dưới đây thì em nghĩ giữ thôi, đừng mua nha, giữ thôi. Khối lượng đây là không biết nó làm gì hai bên đây nha. MBB tương tự, hôm nay cổ phiếu gãy xuống, tuy nhiên sao không có khối lượng, gãy xuống nhưng không có khối lượng và cái đáy cũ nó vẫn ở đây thì sao, thì cứ giữ bình thường, thì chờ cổ phiếu này khi nào nó bứt ra được nhiêu 28.8 hoặc là 29 ở trên đây thì mình mua. Còn bây giờ ở dưới đây cái trạng thái nó lên nè, xong nó xuống nè, nó tạo hai đáy thì chờ nó đi lên nó bay vót qua thì mình mua, giống như mấy con dầu khí chờ nó bứt qua thì mình mua, còn nó không bứt thì đừng có mua. Còn nếu nó hỏng xuống mình bắt buộc phải bán. Cơm hôm nay gãy xuống nhẹ tí phải không? Tuy nhiên gãy xuống khối lượng cực thấp thì cái bước này em nghĩ là nó đạp hỏng cái nền như này nè. Để nó làm gì? Để nó ép nhà tư bán ra. Thì bây giờ những con này vẫn như cũ, hỏng 49 thì mình bán. Hỏng 49 thì mình bán, còn nó không hỏng thì bình thường. Hôm nay đạp như vậy mà nó không hỏng, 49 đáng lẽ nó có thể giảm một cái đùng xuống luôn mà nó không hỏng thì cứ chờ thôi. Chờ cổ phiếu này bước qua giá 51 rồi mình canh mua, còn bây giờ ai có cứ giữ bình thường nha, gán gồng đi. Khối lượng bên đây đã kiệt như thế này, đánh giá là rất tốt rồi. CTG sao bước qua được 33 hôm nay xìu xuống không, nhưng mà mọi người coi khối lượng hôm nay là giao dịch chỉ có 4 triệu chín thôi, nó là rất rất hấp. Giao dịch CTG những phiên trước là nhiêu, 8 triệu rồi đã thấy hấp rồi, nay giao dịch 4 triệu chín là càng hấp hơn. Thì chờ cổ phiếu này dòng trở lên lại đánh bước qua dùng giá nhiêu 33.5 thì đây là điểm mua gia tăng cho những anh chị đã mua CTG nếu muốn mua thêm nha. Còn giữ thì cứ giữ bình thường, trừ khi cổ phiếu hủng mất cái vùng giá nền như đây nè, dùng 31 thì người bán, còn không hủng thì cứ giữ bình thường nha. Đó là CTG, đánh giá những con này sắp có phiên bùng nổ. Hôm nay nó giảm 1,5%, ngày mai nó tăng lại phiên trần thôi là cũng đủ nha. MHB quá mạnh phải không? Trong khi những con ngân hàng khác xìu xìu ảnh ảnh mà HB chúng ta mua quanh đây mua him nè. Đó, nó vẫn xanh liên tục 1, 2, 3, 4, 5. Thì chỉ cần ngân hàng ngày mai nổ con này xác suất sẽ bùng nổ lên ngay lập tức. Nên những anh chị đâu đang giữ cứ giữ bình thường. Nếu ngày mai ngân hàng nổ và HB vượt 27 mọi người mua gia tăng tiếp nha. Mua gia tăng tiếp với MHB thoải mái thôi. Con này đã hướng dẫn mua dưới vùng này khá nhiều rồi. Người có thể coi lại những cái bản tin phía trước em có hướng dẫn. Đó thì bây giờ MHB khi nào nó bước qua 27 những ai đang có hàng mua gia tăng em đánh giá là khá đẹp đó. Tiếp tục mua khi nó vượt 28 cứ vậy giờ đi lên mình mua thôi, thì xác suất mà B sẽ có một nhịp vượt 3x luôn nha. Con này đang là rất khỏe trong ngành ngân hàng rồi. Hôm nay cũng là gì, test MA20 rút chân đóng cửa cao nhất phiên, xác suất ngày mai nổ là rất lớn nha, xác suất mai nổ là rất lớn.
Liên Việt Hoàng thì vẫn như cũ thôi, lên test được cái nền xong rồi Hoàng xuống. Chờ ngân hàng đánh thì những con này sẽ đánh. Hôm nay có cái điểm gì là MA10 của Liên Việt đang cấp lên thì xác suất ngày mai nó sẽ tạo đáy đi lên thôi, nên những anh chị đang giữ thì cứ giữ bình thường. Khi nào Liên Việt nó vượt 22.7 thì mình mua, còn ở dưới đây thì công nhất đừng mua nha, công nhất là đừng mua, ngồi chờ thôi, chờ khi nào nó bứt lên được cái đáy, nó tạo dùng đáy của nó thì mình mua. Còn bây giờ mình mua vô xác suất hên xui lắm, hên xui lắm, lỡ có biến gì thì mệt lắm. Những con này nếu mà nó hủng mất ở dưới đây nè 20.5 mình mới bán, còn lại thì giữ bình thường. Khối lượng cực thấp về em nghĩ là xác suất ngày mai nó kéo lại. ACB một phiên test cung rút chân thì chờ ACB đánh bứt qua nhiêu 33.5 33.6 gì đó mua gia tăng đó, những khuyến nghị cũ thôi, bứt lên được thì mua, không bứt được thì ngồi chờ. Đây là rơi xuống tạo một đáy nè, qua đây là hai đáy nó, thì chờ bứt qua thì mua. Mồ mơi là ngày mai sẽ có nhiều con nó bứt được, nó gần như thế này nó bứt được, còn những con như Liên Việt á nó sẽ hồi lên gần gần đây thì bữa sau nó bứt nha. Tiếp tục HD Bank hôm nay vẫn giữ xanh điểm không, nhìn chung thì con này nó hình thành được cái tam giác nhìn rất đẹp thôi. Tam giác nhìn rất đẹp, bị giới hạn bởi trên là gì, đây là cạnh tam giác, đây là cạnh dưới là cạnh hoặc gì hỗ trợ đỉnh, hỗ trợ đỉnh, dùng đỉnh cũ, dùng đỉnh cũ. So le thì mọi người có thể thấy cái tam giác này còn bao nhiêu nữa, 1 2 3 4 phiên nữa thôi là nó sẽ có câu trả lời quanh đây, thì mọi người cứ chờ bứt qua được lên vượt giá nhiêu, giờ là giờ xuống khoảng 30.7 thì mua đó, còn không bứt được thì thôi hụt xuống thì phải bán đó. Bây giờ nó đã ép cái cổ phiếu này vô dùng gì, dùng cản của tam giác, thì mình cứ ngồi chờ nó bứt qua tam giác mình mua, còn nó không bứt được thì thôi đừng mua. Ocean Bank cũng vậy thôi, khi nào cổ phiếu bứt qua được dùng MA20 ở trên 27.8 thì mình mua, mua lót ở đâu ở 27.3, còn bây giờ thì cứ giữ bình thường nha. Giảm 3 phiên này khối lượng cực thấp như thế này mà còn rút chân như thế này, em nghĩ xác suất là nó chỉ chờ nha thôi, chờ ngành ngân hàng nổ rồi nó nổ chung nha. Nó hình ra chúng ta không lo thị trường mình sập vì những cổ phiếu ngân hàng đang tạo đáy khá tốt nha, tạo đáy khá tốt nên xác suất ngày mai có thể ngân hàng sẽ đánh. Rồi tiếp tục các ngân hàng loại 2 BVB hôm nay vẫn đóng cửa xanh, thì nhìn chung là con này nó không ảnh hưởng quá nhiều, đóng cửa xanh. Đây là trên băng, đây là đi xuống nè, đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên, thì bây giờ nó chỉ cần bước qua 23.5, đây là điểm mua nha, 23.5 đây là điểm mua mới, tiếp tục mua gia tăng khi vượt 24 và 25. Đây là BVB nha, đây là con ngân hàng đánh giá là cái hế nó cũng khá đẹp, tương tự những con kia. Nếu mà nổ thì những con này sẽ nổ nhanh nhất, nhanh hơn Liên Việt, nhanh hơn những cái con bị hầm xuống một khúc như Techcom, MBB sẽ mất thời gian hơn, còn những con này nổ cái anh sẽ lên nhanh lắm, khối lượng cả 8 tới 10 triệu. Nên những ai đang giữ thì chú ý con BBB này. Hôm nay nếu mà xấu là nó đã đỏ rồi nhưng nó vẫn xanh nha. An Bình cũng tương tự BBB thôi. Hôm nay nó đánh bứt lên được nè mọi người ha. Cái nến bình thường nó xìu xuống được người không, hôm nay đánh bứt lên thì chờ con An Bình này bứt qua giá 22, đây vẫn là điểm mua của An Bình đó. Những cái con này đang đi lên trước đó, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sàn hô xe sàn hô. Rồi tiếp tục BGB, cái con này hôm nay em tính cho bán nè, tuy nhiên nó wipe out được lượng lớn nhà đầu tư ra với khối lượng lớn, tức là người ta chịu không nổi, người ta cắt lỗ ra, người ta đu ở đây này, mấy người đu ở đây nè, người ta chịu không nổi, người ta cắt lỗ ra, thì hôm nay bán là khối lượng lớn đánh giá là khá tốt, nếu mình ra mình giữ chờ ngày mai nó hồi lại, nếu mà ngân hàng kéo nó sẽ hồi lên, nó test được 36 thì mình tính, người hiểu không, tức là hôm nay nếu mình bán ra mình sẽ bán ra chung với cây khối lượng lớn này, tuy nhiên nó rút chân luôn nữa, vậy chứ có thể là gì, là một lượng lớn nhà đầu tư đã không chịu nổi vào ca chiều đi cầm cổ phiếu ra bán giá rất hấp ở dưới đây, xong rồi bị vét ngược lên không mua được giá hấp, nên em nghĩ là có thể cổ phiếu sẽ không sao, nên mình gán mình giữ là mình coi thế nào, tại vì giá vốn mình rất hấp ở quanh 22 nên mình cứ giữ bình thường nha. Hiện tại còn lời khoảng 50% trở lên, còn nếu mà những anh chị mua trên đây mua sau mà mua đu đỉnh lên đây thì đương nhiên lỗ rất nặng, lỗ có khoảng 50% rồi chết rồi nha.
BBB tương tự những con khác thôi. Đảo tích cung khá đẹp thì chờ nó bước qua được cái vùng này đây 18.4 nha. Dạng nhiêu? Dạ 19, mọi người có thể canh mua thêm. Đây là VBB nha. Nhìn chung thì con này cũng tạo cái thế khá đẹp ở khúc này. BAB hôm nay gãy nhẹ xuống. Tuy nhiên khối lượng rất thấp thì ngày mai chúng ta quan sát con này. Nó gãy vào phút cuối nên thành ra chúng ta quan sát nó ngày mai. Nếu mà ngày mai nó không hồi lên mình sẽ bán hết BAB nhà, bán hết luôn. Còn nếu mà ngày mai nó hồi lên bình thường thì giữ bình thường. Nếu mà nó hồi lên nó test vùng này giữ bình thường như những con test cơm MEB thôi. Còn nếu hơn ngày mai mà nó tiếp tục gãy xuống thì thôi mình bán hết, rút quân khỏi con này để tập trung đánh những con ngân hàng khác nha. Rồi đó là cổ phiếu ngân hàng, nhìn chung ngành ngân hàng không có vấn đề nha, ngành ngân hàng không có vấn đề. Những cái con như Tiên Phong dòng tiền nó vẫn vô đánh lên thì làm sao gãy được nha, không có gãy được đâu, thị trường mình không có sập được đâu, em phải đánh giá không có sập được đâu, nó chỉ là đang ở đầu sóng. Những con nào dòng tiền vào nó sẽ đánh, còn những con nào sao chưa có dòng tiền thì nó sẽ xìu xìu ảnh ảnh rồi bò lên đánh từ từ như nhau hết thôi. Nên thành ra mọi người đừng có thấy con này tăng mọi người ngứa ngáy, chờ đi sẽ tăng thôi. Còn bây giờ bán ra thì mình chỉ hiện thực hóa cái lỗ đó của mình thôi, cũng như là gì, cũng như là bán ra con này mua cái vào con kia, chắc gì con kia ra tăng mà còn dính tay cộng nữa nha. Dính tay cộng nếu mọi người mua những con cổ phiếu rất cao nguy cơ nó gãy còn lớn hơn mọi người mua giữ những con hấp nha. Rồi tiếp tục chúng ta nói tới chứng khoán tài chính. Đầu tiên là SSI hôm nay tăng tốt quá phải không? Thì nhìn chung con này vượt 54 là điểm mua, thì hôm nay có lúc nó vượt được 54 sau nó xìu xuống, em cũng không nói gì. Đầu phiên á, đầu đầu phiên đây, đây là cái bảng chat no chat của chúng ta hôm nay. Đầu phiên vô là em có nói mọi người là muốn mua thì mua luôn đi, tức là hồi đó chưa vượt làm đã nói là ai hết thì mua luôn đi chứ khỏi chờ nha. Đầu khúc này đây, khúc mà VND nó vượt 83 nè, là các cổ phiếu chứng khác chưa tăng á, em nói là hết thì mua luôn đi. SSI, VCI gì đó cũng có thể giải ngân thoải mái thôi. Thì nhìn chung sáng này mọi người mua chứng là điều lời. Hôm nay SSI đóng cửa trên dùng MA 20 53 làm đánh giá khá ok rồi. Thì bây giờ ai có cứ giữ bình thường nha, ai có cứ giữ bình thường, chờ cổ phiếu đánh lên test đỉnh, bứt được cái đỉnh nó quanh giá nhiêu 56 mọi người mua gia tăng nha. Những ai đang giữ SSI bứt được thì mua gia tăng, còn không bứt được thì trước mắt cứ giữ thôi nha, trước mắt cứ giữ thôi. HCM cũng vậy, đã bứt lên rất đẹp phải không? Con này đợt này chỉ kẻ thôi, giới thiệu trong clip thôi chứ không có hướng dẫn mọi người mua. Thì nhìn chung tạo hai đáy lên đẹp, thì trước mắt con này sẽ lên đâu, sẽ lên test được quanh vùng 48. Thì nay mọi người thấy nó lên chậm, ông ta nó quay đầu nè, thì nó sẽ test quanh 48 tới 49. Khi nào nó bứt qua được hai giá này thì mọi người canh mua thêm, còn nó không bứt được thì thôi. 49 tới 50 bứt được thì canh mua, còn bứt 48 thì thôi đừng mua nha. Tại sao? Tại vì quanh 48 vẫn còn kẹt trong cái đỉnh cũ nên thôi đừng mua. Hôm nay có HCM dòng tiền vào nó giá cũng khá ổn nên ai có cứ giữ thì bình thường nha. VCI nay bứt qua được luôn phơ là khá tốt, thì chờ lên test được dùng quanh nhiêu, quanh 80. Nếu nó bứt qua được 80 thì mọi người có thể mua vô. Tuy nhiên dòng tiền ở đây là không đạt lắm nha, dòng tiền vào hơi ít nên chỉ thích hợp nắm giữ thôi. Còn buổi sáng nếu mọi người mua luôn cái lúc mà em nói là cỡ nó tăng khoảng không phẩy mấy á thì mọi người đều lời được 1 phẩy mấy% là ok. Còn ngày mai nếu mà để đua lệnh chứng khoán em nghĩ thôi đừng đua lệnh nha. VND quá tốt phải không? Con này gần như là từ cái bản tin ngay khúc nào, khúc này nè. Đó là bản tin ngày 10 tháng 12 phải không? Là từ dưới đây mọi người có thể coi lại. Thì từ tất cả những bản tin trước em đều nói là gì? Vượt 83 thì có thể mua gia tăng. Nếu mọi người hết vượt 83. Bên này nó vượt 83 rồi, vậy mọi người mua có mua không? Hay là nói là cao quá không dám mua, không cao quá thôi đừng mua. Tại vì con này giá vốn mình tận dưới đây, xong rồi cái nhịp lên này mình không có mua thêm, mình chỉ giữ mình chốt lời một phần ở đây. Thì qua đây em nói vượt 83 người có thể mua thêm thì đó, đây là điểm mua ha. Thì nhịp này em nghĩ VND có thể lên trên 9x nha, lên trên 9x tới 3 chữ số hay không thì mình chưa nói trước được. Tuy nhiên tăng rất tốt, có lúc lên tới nhiều 85.5 gần trần luôn, là khá tốt rồi. ART một phiên tiếp tục đậu đậu quanh đây chưa có gì mới, MA5 đang cắt lên.
thì có thể sẽ đi ngang qua đây bứt lên. Thì khi nào cổ phiếu này bứt khoảng 16.3 mình có thể mua gia tăng. Còn bây giờ thì giữ thôi, những anh chị đã mua trước cây này cứ giữ bình thường nha. BS phiên hôm thứ sáu mình lót ngay cây này quanh giá dưới 18, khoảng 17.9 17.8 khúc này, thì hôm nay điều lời phải không, thì chờ cổ phiếu này bứt qua giá 19 mua gia tăng nha, mua gia tăng rồi vậy thì cứ xong rồi giữ giữ khi nào cổ phiếu vượt ít nhất nó phải vượt qua 20 hoặc là vượt qua 21 gì đó mình mua sau, tức là tính sau cái phần mua full vị thế mình tính sau. Còn bây giờ trước mắt cái phần lót mình đã lời thì cứ giữ thôi, T0, T1 thì ít nhất T2, T3 vẫn còn 2 ngày nữa. Chờ nha. Tiếp tục. HBS. Thì con này sao? Hôm nay bứt đậu được trên 16.5 là rất ổn rồi, thì chờ con này bứt qua giá 17 mua full vì thế nha, 17 hoặc là 17.5 tùy mọi người thôi. Ở đây không phải 17.5 là 17.3 nha. Bứt qua 17.3 mua full vì thế thì em đang quan sát dòng tiền nó vào cỡ 750.000 tới 800.000 là mình sẽ mua full vị thế, nhưng mà dòng tiền này nó vào không đạt nên mình chỉ mua gia tăng thôi, thì chờ HBS đánh lên. Thì con này vừa thứ sáu mình cũng lót vị thế cây này chung với con SBS, bây giờ điều lời thì có giữ bình thường, chắc sức con này sẽ bò ở đây rồi nó nổ lên tiếp nha. Nhìn chung các cổ phiếu chứng khoán đợt này khá tốt nha, khá tốt, nhưng mà mình sẽ không giải ngân đại trà như đợt trước nữa, mình chỉ giải ngân một số cổ phiếu thôi và nắm giữ những con như SSI là nắm giữ từ dòng trước rồi, VCI mới cái đoạn này mình có mua thêm nha, VND thì lúc sáng nó vượt 83 đó, SH SBS rồi đó, thì những con từng rồi mình mới mua. Rồi tiếp tục chúng ta nói tiếp HBG. Hôm nay hồi phải không, nhìn chung thì nó xuống nó test đáy thôi, đâu có gì đâu nha, khối lượng quá hấp thôi, xuống nó test đáy thôi không có gì cả nha. Tuy nhiên thì mấy con này em dẫn nó rồi, ở dưới đây thì thích hợp mọi người trade T0 thôi, còn mua mới thôi đừng mua MA5, MA20 đang 10 đang cắt lên nè, đây là trạng thái rất đẹp, thì chắc giờ vài phiên nữa cổ phiếu này cắt qua giá 48 nè đó, mọi người có thể muốn mua mới, em nghĩ mua mới được nha, mua mới thì chắc cũng mua mới được đó. Thì khi nó bước qua đây vài phiên nữa thôi, chắc là 2-3 phiên nữa nó sẽ bước qua, thì khi nó bước qua đây thì ngắn hạn nó sẽ lên quanh vùng 50, nó sẽ test được vùng này nha, đó là cái dự báo theo chỉ báo kỹ thuật. Nhìn vài phiên tới em nghĩ là HPG sẽ có một nhịp bùng nổ vượt giá 48. HXG hoa sen cũng vậy luôn nha, nhìn chung con hoa sen này chắc sức ngày mai nó có thể tăng lên đây rồi nó nổ lên tiếp, nên mọi người có cứ giữ nha, chứ bình thường không có gì xấu đâu, mất thời gian trade T0 được, dùng MA đang cắt lên về em đánh giá khá tốt. NKG hôm nay tạo rút chân khá đẹp nè đó, thì chờ con này nếu mà mọi người muốn mua mới vượt 40.5 thì đây là điểm mua ngắn hạn, sẽ test được quanh vùng 44 nha, còn có bước qua được hay không thì chúng ta tính sau, nhưng ngắn hạn nó sẽ làm được như vậy. Đó là những con thép nha, xác suất là sắp nổ lại ngày mai ngày mốt gì đó, chắc là nó sẽ nổ lại, đó là ngành thép, ai giữ thì cứ gắng kiên nhẫn, nếu đã giữ tới đây thì thôi kiên nhẫn luôn đi, còn đợt trước không bán thì giữ, đã giữ thì phải kiên nhẫn nha, chứ bây giờ cầm ra bán em nghĩ là rất sai, tại vì bây giờ người cầm ra bán người muốn mua con khác mình cũng đâu có mua được nha. Rồi tiếp tục dầu khí là một cái ngành hôm nay bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi cái gì, bởi thế giới phải không? Bởi dầu thế giới, mọi người thấy hôm nay dầu thế giới giảm 3,5%, dầu Brent oil giảm 2,8%, nhìn chung giảm 2 đô mấy một thùng rất nhiều, thì nhìn chung nó ảnh hưởng vô thôi. Dầu khí Việt Nam thì nó đỡ hơn chút và nó rút chân coi thử gáp được người không, nó vẫn giữ được quanh cái vùng nền cũ đó, ngay đây đây là điều rất tốt, nó không bứt lên mà nó rơi xuống nhưng nó vẫn giữ quanh đây âm 2,3%, vậy tại sao không âm nữa gãy luôn, không có tại sao, tại vì được đỡ cung rất tốt nha, đỡ cung rất tốt, kiểm soát rất chặt, thành ra mọi người có con gáp đó cứ giữ bình thường, trừ khi nó hùng mất 95 người bạn, còn nó không hùng thì cứ giữ đi, xác suất nó hồi lên bứt qua giá 100 để nó đánh lên 107 rất cao. BR cũng vậy thôi, con này cả ngày luôn nha, em thấy cả ngày nó nằm đúng cái giá này, hơi đen cho cổ đông BR là bữa trước bứt lên nhưng mà biên nó không mở nha, biên nó không mở lên
Nó xìu xìu, nó cúp lên thôi, thì nhìn chung chờ BR hồi lên xong rồi đánh tiếp thôi. Mất vài phiên nha, mất vài phiên, không xấu, cổ phiếu không xấu. Hôm nay nếu xấu là BR rất là tèo, nhưng mà em thấy cái ca chiều á, mọi người để ý cái ca chiều, cái ca mà thị trường mình ở đây nè, cái ca này lúc này nè, con BR nó không rơi nha, nó nằm y chang cái giá này từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều nó giữ nguyên cái giá này đây đó, thì em đánh giá là đỡ cung rất tốt thì cứ giữ bình thường. Chờ BR nó bước qua vùng giá khoảng 23 mình sẽ canh mua gia tăng thêm nha, bước qua 23 thì bây giờ có cái giữ thôi, hơi mất thời gian thêm về phi thôi. Con này thì đỡ giá còn tốt hơn BR nha, đỡ giá còn tốt hơn, giờ nó ở kênh trên luôn rồi, nó lên vượt lên trên, thì con này hôm nay đỡ trên 16.5, có lúc hụt xuống hơn nhưng mà kết quả nó vẫn đóng cửa 16.6, lệnh mua rất lớn, bán ra có tí xíu mà mua vô rất lớn nha. Nếu những ai giữ con ôi sẽ thấy, thì con này chờ nó bước qua giá như 17 một lần nữa, vượt 17 một lần nữa đây là điểm mua gia tăng nha. Những anh chị nào thích mua thì mua, nhìn chung con em đánh giá là khá ổn đó. Khá ổn hơn những con dầu kia, nó khỏe hơn, do gì nhìn dòng tiền đây là đúng rồi nha. Ôi rồi tiếp tục BVS này đánh hủng xuống không, tuy nhiên hủng bình thường thôi, không có gì xấu, nó chạm quanh vùng 25 nè, là cái vùng hỗ trợ cũ của nó trong cái nút chân, thì những con này như hôm đó nó là gì, vượt 27 thì mua. Không, vượt 27 cái chỗ này nè, từ khúc này em có nói là vượt 27 mua mà không có phiên nào vượt được, thì nó vượt được 27 mọi người mua, còn bây giờ có cứ giữ bình thường nha. Những con như BVS thì nó xấu hơn con mấy con kia khá nhiều nên mình đâu có đầu tư BVS. BVD tương tự, đầu phiên mở gấp đau rơi xuống luôn, âm 3,8% xong giữ quanh đây, thì nhìn chung con VVD này nó đang về test rồi cái đáy này, thì chờ nó hồi lên, thì con này vẫn như khuyến nghị cũ là khi nó vượt qua như 29.5 không thì mới mua, còn nếu nó không vượt lên được thì giữ bình thường nha. Con này nếu hỏng mất 25 phải bán hết nha, hỏng mất 25 thì phải bán hết, còn không hỏng giữ bình thường đó. Nhìn chung BVD trong đây nó giống giống con BVS, giống giống BVS, không có gì quá xấu nếu nó không hụt nha, không có gì quá xấu. Nó đang rủ gì, nó đang rủ tất cả những nhà đầu tư trong cái giai đoạn này đu rồi. Mấy người đu cái đây nè, ra khỏi cổ phiếu nha, ra khỏi cổ phiếu, còn mọi người mua khúc dưới này mọi người nhìn chung là đâu có lỗ, về vốn rồi phải không đó, nó thành ra đang rủ nhà đầu tư đây ra thôi. Những nhà đầu tư mà chưa đạt yêu cầu mọi người mua sớm, bây giờ mọi người bị lỗ đó rồi, nó sẽ ép mọi người ra. BVC hôm nay rút chân kinh quá không, cái hộp này là hôm qua hôm bản tin trước và cái hình màu xanh đó, em còn kẻ cũ á, rồi em kẻ cái hình này thì người thấy nó sao, rút chân đóng cửa ngay chân luôn ha, ở hồi xó đi, đây là MA 20 về đúng dùng chân MA 20 rút chân có lúc âm 6,5%, nhìn chung là nó rủ toàn bộ nhà đầu tư trong đây ra, nhà đầu tư trong cái hộp Davos này ra, thì xác suất con này đã rủ được thì có thể nó sẽ đánh trước nè, có thể nó sẽ đánh hoặc là đi lên đây ở đậu lên đây, nó chờ ngành lên cục giờ nó đánh, nên nhìn chung con BVC khá đẹp. Những ai mà hôm nay giữ được hoặc mua được giá dưới đây là rất ngon, còn những ai mà hôm nay đi bán giá 14 ra 13.8 ra thì em nghĩ là quá đen luôn nha, xác suất mọi người bán ngay đáy cực cao, đây những cái con này rất mạnh nha, bán ra xác suất bán ngay đáy là cực cao. BVB quay xuống test nền, nhìn chung con này chưa đi mạnh nên chúng ta cũng không lỗ nhiều, thì chờ nó dòng trở lên lại vượt giá nhiêu 16 19.6 mình sẽ mua thêm ở đây, còn bây giờ giữ bình thường, dãy ba cây tuy nhiên khối lượng cực thấp, chưa có nói lên được điều gì, nó giống như mấy con BR thôi. BV BVD quằn phải xuống thôi nhưng quằn không nhiều nha, dưới đây thì không nên mua nha, không nên mua, chờ nó bứt lên đây hả mua. Bet hôm nay nó vẫn xanh phải không? Nhìn chung con này khỏe hơn mấy con kia. Thì chờ nó vượt giá như 33.5 bứt lên thì mọi người có thể canh mua, mua mới nha. Mua mới, mua gia tăng, mua lót, mua gì đó đều họ máy. Tại vì con bet này bên đây em hướng dẫn mọi người mua khá nhiều, nên có nhiều anh chị sau này mọi người mới có thêm tiền, mọi người muốn mua thì khi nào nó bứt lên được mọi người mua. Hôm nay cả phiên nó giữ giá xanh, có lúc nó lên tới cộng 1 phít mấy hay cộng 2 phít mấy. Lúc mà combo nó đánh á thì nhìn chung là mọi người cứ giữ đi nha, con này đánh giá là khá khỏe so với những con kia, nó giống giống con ao vậy, chờ nó đánh đi, đánh được thì mọi người mua thêm, xác suất đánh bứt lên 35 rất cao. Tiếp tục bô
Cần nói gì nữa ha? Những anh chị mua quanh giá nhiêu? Ở dưới đây dùng dưới đây nè, dùng 13.5 đó. Em nói dùng 13.5 tại có một số anh chị mua trên đây, một số lại mua dưới đây nên thành ra chung quy là 13.5. Thì từ 13.5 lên tới đây mình lời được nhiêu rồi? 35%, chưa tính mặt dinh nha. Tính mặt dinh là mọi người là khoảng 7.% rồi. Đó, nhìn combo đã đến trần thì target combo tới đâu? Khoảng 20 trở lên. Trên 19 20 trở lên bắt đầu canh chốt lời cũng được nha. Tại vì mọi người thôi, trên đây là không khuyến nghị mua mới. Hết thì chốt lời nha, hết thì chốt lời. Tùy ý. Trên đây mà đi mua mới thì có vấn đề thì em nói hên xui. Nó hẳn là hên xui, cổ phiếu đang một nhịp chạy nước rút rất mạnh nha. Chạy nước rút. NT2 pull lên thì NT2 lên. Trong game có nhiều lời em nói đó. Lúc mà pull nó nổ, NT2 nó đang âm 200 đây nè. Mọi người nhanh trí, mọi người nhảy vô, mọi người mua bắt đáy là mọi người sẽ lời ngay trong phiên bao nhiêu trăm? 6%. Đó thì nhìn chung NT2 là target quanh 29 tới 30. Những anh chị nào đang giữ thì cứ chờ đây chốt lời nha. QTP, một cổ phiếu đã khuyến nghị phiên thứ 6 của ngành điện nha, của ngành điện thôi. Thì con này mình khuyến nghị phiên thứ 6 cái bản tin này nè. Đó là em đã nói rồi thì QTP. QTP. Đây, mới mua hôm thứ 6 thôi, 17 tháng 12. Em người thấy là lúc mình mua nè, nó là dấu cộng quanh 17.2, đó là một dấu cộng thôi. Là mình đã mua mới rồi, QTP. Thì bây giờ nổ, phải không? Khối lượng vào 6 triệu mấy mới buổi sáng làm thấy vào quá trí luôn, là biết xong rồi, ngon rồi. Là mọi người mua full vị thế hết rồi. QTP. Tuy nhiên không bứt được đỉnh quanh đây, không cần được thì nó sẽ xìu ảnh ảnh quanh đây vài phiên nữa đánh. Nên những anh chị nào đã vào được QTP trước cái phiên này là chúc mừng, ngày trần xong nha, ngày trần xong. Chờ đánh lên thôi. Đó, QTP target cắt khoảng 20 nha, target ở khoảng 20 cho những anh chị nắm giữ QTP. T0, T1, mình mới tới T1 thôi. Hôm nay mua gia tăng là có khi là những anh chị mới mua, đôi khi mới T nhiều T0 nha. Thì nhìn chung là con này mình mua gia tăng quanh 17.5, mọi người có thể coi bản tin lại. Giờ 18 mình mua full nha. Nhưng mà có lúc nó xìu xuống dưới 18. Đó nên mọi người mua được giá thấp. Mà kết phiên vẫn đóng cửa 18 bất chấp thị trường rung lắc là rất đẹp rồi nha. Rồi đó là QTP. Một cổ phiếu hôm nay chúng ta mới mua full vị thế của ngành điện nha. Dầu khí và điện em sẽ gặp chung vô một phần. Tiếp tục bất động sản. EGC. Nhìn chung là chưa có gì mới phải không? Quay xuống test cái vùng MA20 nhưng không hụt nha. Em chú ý con này buổi chiều rất nhiều nhưng mà nó không hụt thì cứ giữ bình thường. Giữ bình thường. Âm 4% ghê quá không? Tuy nhiên nó không hụt thì giữ bình thường. Thì chờ nó bứt lên lại vượt giá nhiêu? Vượt 33 thì mình mua gia tăng. Còn bây giờ có cứ giữ nha, có cứ giữ thôi. Kinh Bắc hôm nay vẫn rút chân hả? Thì con này mọi người, một là mọi người tự chốt lời, một là tự chốt lời, hai là gì, hai là chặn lại nó quanh giá 55, cũng 55 thì mình chốt lời đó. Một là mọi người tự chốt lời giá cao, hai là mọi người sao, hai là mình bán giá cao hay là hủng thì mình bán xuống đó, vậy thôi chứ đừng có mua trên đây. Em không nghĩ đến mua trên đây, khi nào nó vượt 57.5 rồi mình mua, mà em nghĩ mua về là hơi cao, bán ra hai phiên này là khối lượng thấp, chưa nói lên được điều gì. Nhìn chung KBC có thể là nó đang phải chờ thôi, đang phải chờ thị trường cho phép thì nó mới nổ nha. Những anh chị đã mua được cây này cứ giữ, lãi trên 10% thì cứ gồng thôi. KDH Tết cùng mình đánh giá là khá đẹp nha. Hôm nay thị trường xấu thì nó cũng xấu thôi. Khối lượng hấp nhà, khối lượng hấp thì chắc chắn là KDH sẽ tích lũy một thời gian quanh dưới vùng 51. Bước qua 51 người có thể mua gia tăng. Còn bây giờ thì có cứ giữ bình thường với KDH nha. Dòng tiền đã vào đây là không có gì phải lo. Mình mua ở đây là mình đã lời được cả 10% rồi. KDH ăn hai vòng rồi nha. Vòng trước là mình mua đâu? Mình mua đây nè, phải không? Mình bán cái cây này. Tiếp tục. Fit. Hôm nay thì nhìn chung lúc con fit nó đỏ thì em có nói là mọi người cần hơn người bắt thôi. Con này thì khi nó vượt qua giá như 16 nha. Những anh chị mà đã bắt fit á, vượt 16 người mua full vị thế. Tại vì sao? Tại vì fit mình có giá vốn đây. Thành ra con này mình mua bán hộ má ha, nha.
xác suất bứt được 16 nó sẽ lên test được vùng giá nhiêu, cái gap down ngay vùng giá 18 đó. Nhìn chung là fit đang ở chân sóng, những anh chị nào giữ con fit á giữ chặt luôn được các bạn, nhất là những anh chị có giá vốn quanh giá dưới đây nè, quanh giá cây nến quanh 13.6 nè, mọi người có giá vốn ở đây giá vốn chân sóng luôn rồi nha. Tiếp tục nhà từ Liêm bình thường con này nó đang đánh kiểu này, em thấy nó giống giống con gì, nó giống giống con VGT nha. Đó nó xuống nó test đỉnh nó không khủng, hôm nay nhà từ Liêm tưởng phải tèo đúng không đó, nhưng mà ở đâu có khủng đâu, nó rút chân nữa mà, thì chờ nhà từ Liêm vượt lên lại bứt qua giá nhiêu, bứt qua 45 thì những anh chị nào muốn giữ muốn mua thêm thì có phải vượt 45 người mua thêm nha. Nhà từ Liêm em đánh giá là sắp đánh rồi đó, đó xác suất nó dòng trở lên người có thể canh mua gia tăng với nhà từ Liêm. Hôm nay là phiên xác nhận cổ phiếu không gầy là rất đẹp rồi. Rồi tiếp tục thực phẩm phân bón, đầu tiên là ANV này anh tốt không, thì con này khúc bên đây em đã hướng dẫn mọi người mua thêm, những anh chị mà muốn mua em đều hướng dẫn mua thêm, muốn dẫn công khai đó. Thì con này sao hôm nay cả ngày luôn nha, nó vẫn giữ được cái giá xanh này em nhé, rất tốt. Thì chờ ANV đã lên test cái đỉnh này, bứt được 38 sẽ lên vượt 40 nha, đó là dưới ANV. Hôm nay dòng tiền vào đỡ cung cổ phiếu cả ngày không giảm xuống thì xác suất nó có thể đi qua đây, xong rồi đánh tiếp giữ bình thường nha, giữ bình thường ha. Tiếp tục GTN, hôm nay là cổ phiếu em có nói là nếu mà ai cần thì có thể mua ha, khi nó vượt giá 21 buổi sáng ai cần thì có thể mua, buổi chiều có quay xuống đón khách, lúc mày trường xấu thì nó có quay xuống đón khách, khối lượng vào 1,8 triệu đạt yêu cầu chưa, đạt yêu cầu về khối lượng thì chờ cổ phiếu đánh tiếp bứt qua giá 22 mọi người có thể mua gia tăng nha. Còn bây giờ thì dưới bình thường có thể xác suất nó đi ngang qua rồi nó mới đánh, nhìn chung giờ TN target có thể lên tới 25 nha, những anh chị nào đang giữ giờ TN thì cứ giữ bình thường thoải mái thôi, con này rất đẹp rồi nha, hôm đó mình đã hướng dẫn mua ở đây trước cái phiên nổ nè GTN. Tiếp tục ban một cổ phiếu về thị sản không, thì con này là khuyến nghị phiên thứ sáu, có phải là khuyến nghị cho cả rơm cộng đồng không đó, thì hôm nay có lúc vượt được 30 nhưng mà tiếc là nó quay xuống, nhưng mà mình mua được 60% rồi phải không, thì chờ ban vượt giá 40 mọi người có thể mua full vị thế nha, vượt 40. Còn bây giờ giữ bình thường, hôm nay cả ngày thị trường nó đạp cho bằng túi bụi luôn mà ban nó vẫn giữ được như thế này là em nghĩ là rất khỏe rồi, ngành thủy sản xác suất mà đánh bức đỉnh là rất cao nha mọi người, có cứ giữ thôi, dòng tiền ở trong công ban là rất lớn, nó hiếm một cái phiên cỡ 10 triệu nữa, phiên đó em nghĩ nó sẽ xuất hiện quanh đây nha. LXX một cổ phiếu mới mua phiên thứ sáu không của tem chăm sóc thì nó đang đậu ở quanh đây, mình chỉ mua lót thôi, lót xong để đó thôi, thì những anh chị đã mua con LXX khi nó vượt giá 16 mọi người có thể mua thêm, hoặc là mọi người muốn mua lót vị thế những ai chưa có mà xem bản tin này thì sao LXX ở quanh giá dưới 16 có thể mua lót 30%, khi nào cổ phiếu vượt 16 mọi người mua gia tăng nha, còn cắt lỗ khi nó hủng 15, hiển nhiên là mọi người mua sao em thì mọi người nếu mà hủng xuống á người có thể không đủ T cộng để bán cắt lỗ nha, nhìn chung là ít con này em đang canh cho tem chăm sóc mấy hôm nay đó để canh mua gia tăng, thì mình đã lót trước vị thế hiện tại là về vốn nha, hiện tại là về vốn thôi, mua trước vài phiên lát phân bón, nhìn chung thì lát vẫn chưa có gì mới phải không, thị trường nó đâu có tăng đâu, thị trường nó đâu có tăng đâu, mấy con này tăng thì mấy con này chờ bứt qua 26.8 27 dứt khoát là 27 luôn đi, lẻ lẻ mệt quá thì bứt qua giá 27 mọi người có thể mua gia tăng nha, nhìn chung lát dòng tiền nó vào đây rất tốt rồi, chờ nó bứt nền nó sẽ chạy lên trên 30. BFC phân bón, nhìn chung con này mình lấy phiên thứ sáu cũng đang bị lỗ nhẹ phải không, thì chờ nó bứt qua giá nhiêu 36.5 mọi người có thể mua gia tăng 30% nha. Còn những anh chị mà dưới đây đã giữ rồi thì cứ giữ bình thường, như con LXX mọi người có thể mua lót, tuy nhiên là con này nó hủng giá quanh nhiêu 34 mình phải cắt lỗ nha. Đó thì mình mua ở đây mình có rủi ro là cắt lỗ, thì sao
thì mọi người mua sau, ngày mai mới mua là mọi người thứ mấy mới hàng về, là thứ sáu mới hàng về nếu mọi người có bản tin mọi người mua heo nha. Thì thứ sáu hàng về, mà thứ sáu hàng về lỡ mà cổ phiếu gãy là có thể không đủ tay cộng nha, không đủ tay cộng. Thì con BFC này em đánh giá là nó có thể đánh bức đó, em kỳ vọng ngành phân bón sẽ đánh cái nhịp này nên chúng ta vào BFC chờ một khối lượng cỡ 1 triệu. Thì BFC và lát lát là mình đã có lời rồi, lát mình mua ở đâu, lát mình mua ở đây, mua cây này nè đó, thì từ cây này lên đây mình đã lời được nhiêu trăm, 14%, nên mình muốn mua thêm BFC đó. Phân bón mình mua 2 con, tiếp tục ngành hóa chất AAA, 3 con A. Thì con này thì hôm nay như vẫn gì đã nói không, nó về nó test lại ngay đây, bắt buộc phải về đây thôi chứ đi lên có nổi đâu, thì phải quay xuống, đã nói trước với những anh chị đang giữ rồi. Thì hôm nay nó quay về hiển nhiên thôi nha, nó quay về thì chờ nó tạo cung ngay đây, đây là cái cốc nè đó, đây là cái tay cầm bên phải nè. Đó thì chờ nó đi lên quanh đây đánh lên đẹp thì mình sẽ canh mua gia tăng với AAA. Hiển nhiên cái hiệp này, cái nhịp này nè là hiển nhiên, nên mọi người đừng có bất ngờ nha. Những bản tin trước đều nói rất nhiều là con AAA sẽ quay đầu xuống, 1 2 3 bản tin trước đều nói lúc này, khi nó xuất hiện ba cái đầu nến là mình đã biết trước rồi. Nên mọi người thích thì mọi người bán, còn mọi người không bán thì chờ nó quay xuống rồi đi lên thôi nha. Mình mua thêm DRC, nhìn chung thì không hủng đáy phải không đó, nó quay xuống ngay cái đáy cũ, nó quanh 33 thôi, nó cũng đâu có hủng đâu, hôm nay rơi rớt gì đó cũng đâu có hủng, thì chờ nó quay lên thôi, chờ nó quay lên nó vượt giá nhiêu 44.34.5 thì mình mua gia tăng, còn bây giờ giữ bình thường nha. Tại vì hôm nay rơi như vậy mà con này em có 100%, trong khi phiên hôm trước không có cái gì hết á, phiên hôm trước phiên thứ sáu á không có cái gì hết mà DRC âm tới 1,9, hôm nay rơi quá trời rơi, người có thấy hôm nay rơi quá trời rơi luôn, túi bụi luôn nè ha, mà DRC âm 100%. Đó, ra em nghĩ là nó đang cố gắng rủ nhà đầu tư ra thôi, chờ nó bứt lên lại đây mình sẽ mua thêm nha, mình mua thêm chứ không có cái gì phải chê cổ phiếu cả. Tiếp tục, còn hiển nhiên nếu nó hủng xuống mà thấy không ổn thì mình phải cắt lỗ nha. Đó, thành ra bây giờ mọi người bắt ở đây nè sẽ có rủi ro là gì, nếu mọi người bắt được giá hấp nó kéo lên ok ngon, tuy nhiên nếu mọi người mua ở khúc này mà lỡ nó hủng luôn á thì sao, không đủ tay cộng nha, thì đó phải tự cân nhé. Hỗ trợ của nó không phải là quanh 33 đâu mà là quanh 32.6 nha, ngay đây mới đúng nè nha, 32.6 khủng, 32.6 mới bán chứ không phải là 33. Dược phẩm DVN hôm nay sao cả ngày đóng cửa giá tạo giá vàng đỏ nhẹ, các phiên đóng cửa giá vàng thì nhìn chung em xác suất ngày mai có thể DVN sẽ đắt. Hôm nay em đã cho những anh chị trong room khách hàng á, ai hít thì nhặt cổ phiếu dược phẩm là AMV, do AMV nó đẹp hơn DVN nha, đẹp hơn, đó là hiển nhiên mình nói thẳng thôi, em cầm DVN nhưng mà em vẫn cho người mua AMV do nó đẹp hơn, vì chờ bứt qua 27.3, những anh chị đang giữ con DVN hoặc là 26.5, 26.5 người có thể mua luôn được rồi, người có thể mua DVN nha, khối lượng vào cả 1,5 triệu, xác suất là ngày mai hoặc ngày mốt DVN sẽ đăng nha, nhìn khá đẹp đó, cái hế này là khá đẹp đó nha. DVN dược phẩm, những con dược đang có sống nha. AMV con này cắt lỗ đâu, cũng mất 25 cắt lỗ nha. AMV hôm nay là em đã cho những khách hàng trong room của em lấy cổ phiếu AMV, nhìn chung thì đây là một đặc quyền khách hàng thôi, mình phải ưu tiên người trong room mình chứ đó. Mọi người nếu mà muốn vào room này có thể liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà bên dưới, bạn sẽ hướng dẫn mọi người vào room no chat chăm sóc khách hàng. Còn mọi người xem tới đây thì nhớ cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh. Này nói quá trời nói mà quên quảng cáo phải không? Đó rồi. Đây là MV hôm nay cho mua. Đó. Mình đã mua trước nó khúc này phải không? Xong rồi lên đây mua gia tăng. Và bây giờ đang test lại hình thành cái hế gì em đánh giá là rất đẹp. Chắc sức ngày mai hoặc ngày mốt MV sẽ bùng nổ. Mà nó bùng nổ một lần nữa vượt giá nhiêu? 15.5. Những anh chị đang giữ mua full vì thế. Nó có thể đánh trần. Phiên này nó có thể đánh trần bức đỉnh luôn đó, bức 16 luôn đó. Đó, đó là MV hôm nay đã cho mọi người lấy rồi. VHE thì sao, hai con kia đẹp thì con này nó cũng vậy ha, nó đậu ngang vùng này thì nó chỉ chờ con này, mọi người nên nhớ nó trần được một cái là nó trần 9% 10% chứ 10% là dư sức quyết định bất độ ổ tới 15 lần nữa, vậy thì nhìn chung là AMV con này là chắc không đánh nổi rồi.
Thì một chào nó đánh lên đây, xong nó bước lên. Thì con này có thể sẽ chạy sau. Nó đánh hình chung là cũng có thể là không chuẩn kỹ thuật lắm. Thì con này sao? Khi vượt 12 và 12.5 13 nhiều giá hơn, có thể mua canh gia tăng nha, cho những anh chị đang giữ VHE thoải mái. Con này dòng tiền rất lớn đang rung rũ cái nhịp này, còn cắt toàn bộ khi cổ phiếu hụt mất giá 11.8 11.5 11 quanh dưới đây, tức là nó hủng cái nền 11 mình phải bán hết 11 luôn đi. Rồi đó là dược phẩm, nhìn chung dược phẩm đánh giá là sắp có sóng chạy cuối năm nhà, sóng nha. Cảng biển DSB đang test lại trend thôi, bức trend nào người ha, xong rồi quay xuống test trend thì chờ nó quay lên bức qua giá 24 mọi người mua gia tăng, gán gồng nhẹ đi do nhịp này nó tăng khối lượng hơi thấp nên thành ra rơi cũng là rủ ra thôi. Con này ít nhất chắc cũng phải chờ 3-4 phiên nữa nha, gán. Còn con này nếu nó hỏng mất 21 mình sẽ cắt lỗ nha. Nên DSP đây ai có thì giữ, không nên mua nữa nha, không nên mua nữa. Nó giống giống cái nhịp ngay đây nè người ha, tăng lên nè, đạt không xong nó rơi hủng xuống luôn thì sau nó mới nó lại, nên mình phải chờ thôi. DSP cho mình test cũng tương tự, test trend xong rồi làm gì nữa, không có hủng đáy thì mình phải quan sát nó quanh giá dưới đây thôi. Nếu nó hủng mình bắt buộc phải bán 47 hủng phải bán, còn không thì cứ giữ bình thường chờ cổ phiếu bứt lên lại vượt giá nhiêu, vượt 50.7 mình mua gia tăng. Nhìn chung thì hai con cảng biển nhìn là hơi mệt mỏi, nên mọi người có thì cứ giữ, đừng có mua nữa nha, đừng mua nữa. Tại vì phiên này đánh là rất đẹp nhưng mà nó quay xuống như thế này thì đã là có vấn đề, nên tốt nhất là giữ không mua nữa, chờ khi nào nó lên lại được thì ok, còn nếu nó gãy luôn mình bắt buộc phải cắt lỗ nha, bắt buộc phải cắt lỗ thôi. Tại vì hai con này nó đã có cái phiên bùng nổ rất đẹp rồi nhưng mà là quay xuống như thế này mình bắt buộc phải coi như thế nào, không ổn thì mình phải ra nha, chứ đừng có cố đấm ăn xôi quá. Hai con Viettel VGI, hôm nay VGI cả ngày nó xanh hả, buổi chiều thấy nó mình nó kéo à, buổi chiều thấy mình VGI kéo đó. Thì nhìn chung là mấy con như VGI này đánh giá xác suất nó bứt ra được giá nhiều 33.5, hôm nay nó đã không đỏ được thì xác suất nó bứt qua được 33.5, nó sẽ lên test được quanh 35 thì ở chỗ này là điểm mua nha, còn cho những ai hít thôi. Còn bây giờ thì giữ cái giữ bình thường nha, giữ cứ giữ bình thường. CTR cũng vậy thôi, nếu VGI kéo con này kéo, tại vì con này trần tới 15% nên dư sức kéo, dư sức kéo vượt 85 là điểm mua gia tăng. Tiếp tục các cổ phiếu còn lại, Yuan hôm nay đánh trần phải không, kinh quá phải không. Thì con Yuan này là phiên trước em có nói những cái bản tin trước là em đã cho mọi người khách hàng bên em là mua hai mấy phiên này nè, mua thêm mình đã mua trước ở dưới đây, mình mua trước ở bên đây một đống, mua một đống luôn, lên đây mình mua thêm đó và đây mình mua thêm nữa. Nhìn chung Yuan đợt này đánh kinh đó nha, kinh đó, ngắn hạn nó sẽ lên tới được quanh giá hai dùng 22 dùng nền cũ đó, đó. Thì lên đây mình canh chút lời, nhìn chung là Yuan đánh khóa trần rất ổn nha, rất ổn thôi. Đây là những cái bài siêu cổ nha, cao nhất thì nó có thể lên được quanh 24 nha, quanh 24. Rồi tiếp tục đây là một, đây là con này hổng gà quên phân tích nha, chứ không phải là không có trong tem. Con này chúng ta mua ở đâu, chúng ta mua ở đây rồi xong bữa đó em có phân tích xong rồi từ bữa đó em quên phân tích mất tiêu. Cái có anh chị hỏi em rồi, cái con đây là một đâu mất rồi đó, đây là một mình mua ngay đây đó, mình mua khi nó bứt đỉnh bữa cái bản tin ngay đây, mọi người có thể coi là bản tin ngày 15 tháng 12, thì hôm nay nó nhúng xuống kết phiên nó đóng cửa xanh, xác suất ngày mai tím nha, xác suất ngày mai tím ai giữ cái giữ bình thường. T0, T1, T2, T3 hôm nay hàng về, hy vọng là những anh chị mà đã mua heo em nghe đây nè, đừng có bán ra hôm nay, là tự nhiên mình mua về vốn à, mình cầm mình thấy nó là mười mấy phần trăm, trong khi từ đây anh đây là cỡ nhiêu 12%, tự nhiên mình cầm mình thấy nó mình là 12% xong mình bán ra về vốn thì nghe nó hơi đắng nha. Còn mua mới thì sao, con này nếu nó vượt được giá 16 mọi người có thể mua gia tăng, em nghĩ vượt được 16 nó có thể lên tới 20 luôn nha. VGT hôm nay là VGT đỡ cung với giá cũng khá tốt nha, sau khi bùng nổ phiên thứ sáu hôm nay nó vẫn giữ được giá xanh, có nhiều lúc nó kéo lên thì chờ con này tích lũy quanh đây một thời gian
ổn thì em sẽ hướng dẫn mọi người mua thêm. Còn ở trên đây thì giữ thôi, có cứ giữ nha, có cứ giữ. Còn khi nào mua thêm em sẽ hướng dẫn sau cho những anh chị khách hàng chăm sóc. KMR thì con này hôm qua mới trần, ủa nhầm, hôm thứ sáu mới trần thì hôm nay chỉnh đỏ cả ngày, em thấy có lúc nó lên da vàng lại, thì trình chung là chờ nó tích lũy quanh đây xong rồi anh bước tiếp. Tay không, tay một, tay hai thì ngày mai hàng về chúng ta sẽ quan sát có nên chốt lời không. Em nghĩ là không cần chốt lời, giữ nó vài phiên nữa có thể nó sẽ lên quanh 12 nha. MR MHC thì nhìn chung con này mình mới lót phiên này phải không, hôm nay mình lỗ nhẹ thì chờ nó đánh quan sát như thế nào. T0, T1, T2 thì ngày mai hàng về chúng ta sẽ quan sát MHC. Em đánh giá là hôm nay chỉ là phiên rũ hàng của nó thôi. Nó giống giống đợt ngay đây nè, mình cũng mua ngay đây phải không? Xong nó rũ xuống hai cây nó mới đánh lên. Đợt trước mình mua MHC bên đây mọi người nhớ không? Đó, thì bây giờ đợt bên đây nó cũng rũ rũ vậy thôi. Thì chờ nó đánh lên lại vượt giá 15 mình sẽ mua gia tăng. Còn bây giờ giữ không mua nữa, nên giữ không mua nữa thôi. Mà xem nghĩ có thể sẽ về quanh 14, 13 chấm mấy rồi nó đánh lại. Mình chỉ lót 30% thôi nha. Con này hôm bữa phải khuyến nghị là chỉ khuyến nghị 30%. Không nên mua quá nhiều. BMI phiên dẫn đóng cửa xanh điểm, con này là mình mua phiên thứ sáu hôm nay dẫn xanh điểm, em đánh giá là rất khỏe. ATC nó kéo nha. BMI đây người thấy không, kết phiên trước ATC là giá nhiêu, 42.44.2 mà ATC 44.7 là kéo ATC xác sức. Nếu mà BMI đánh mức nhiêu 48 nha, ủa nhầm 46 nha, những anh chị ra mua lót trước ở phiên này nè, mua gia tăng nha, mua gia tăng em đánh giá mê về rất đẹp, khối lượng có 1,5 triệu. TV2 hôm nay có lúc em thấy nó nhúng khủng luôn, không trời mà nhúng cái kéo lên thì chờ con này bứt lại nhiêu 68 mà mình mua full vì thế. Nhìn chung thì vẫn đang quan sát con này hàng ngày ha, bứt lên được em sẽ hướng dẫn người mua full vì thế. Mình đã lót trước phiên này cơ, hôm nay có lúc lỗ nhưng mà kết phiên vẫn lời là tốt thôi. Hôm nay mình cắt lỗ hai cổ phiếu, đó là con gì, con HAP. Tại sao mọi người thấy là rõ ràng rồi, khủng hay cái nền này cắt thôi chứ biết sao giờ, không thấy rút chân nhiều hết nên thành ra cho cắt luôn đó. Hiếu gì cổ phiếu mình mất công mình giữ con này mệt quá, cắt lỗ, hôm nay nó khủng thì mình cắt thôi. BWE con này cũng vậy, khủng khủng em may 50, khủng 45 thì hôm nay em cho cắt lỗ. Con này mình lót ở đây giá đỏ này đây, mình lót 30% để chờ bứt lên giống con BMI á, là bứt qua đây nè là mình mua full vị thế. Mới vừa phân tích BMI đó mọi người thấy không, đây nè đó bứt qua thì mình mua full. Tuy nhiên BWE không hiểu sao nó tự nhiên nó gãy luôn, mà nó gãy luôn thì mình bắt buộc phải cắt lỗ. T0, T1, T2, T3 hàng về mình cắt lỗ luôn, đỡ mất công, đỡ mất công là mất thời gian. Khi nào nó ổn lại em sẽ hướng dẫn mọi người phục hồi sao, còn bây giờ thì phải cắt lỗ thôi. Gãy quy tắc là mình phải ra, mất công đầu tư là mình không có quy tắc mình mua bán loạn xạ cũng như không nha, cổ phiếu gãy là mình phải ra, dòng tiền mà nó để gãy là nguy hiểm lắm. Rồi hôm nay đó là toàn bộ những cổ phiếu trong danh mục. Sau khi phân tích xong mọi người có thấy là thị trường nhìn chung không có gì sao, ngân hàng rất dễ nổ, ngân hàng dầu thì có thể sẽ mất vài phiên, chứng khoán là hôm nay đã nổ rồi. Nhìn chung thì thị trường chúng ta nó sẽ làm gì, nó sẽ cái trạng thái là đi lên trong nghi ngờ, em nghĩ nó sẽ giống giống vậy ha, tức là nó vẫn đi lên, các chỉ báo vẫn báo đẹp đi lên nhưng mà rung lắc rất nhiều. Đây là giai đoạn cuối năm, sóng này sẽ không kéo dài lâu đâu, có thể chỉ kéo dài khoảng bao nhiêu, 2-3 tuần. Cái câu này em nói hoài gì phải không, 3 tầng, cỡ 3 tầng, tức là qua quý 1 năm sau 1-2 tuần là kết thúc nha, 1-2 tuần là kết thúc. Nên cái sóng này cố gắng ăn được bao nhiêu thì ăn thôi nha, bán sau cái nhịp này em nghĩ nếu mà bán nó phải bán quyết liệt, nếu mà lỡ thị trường nó gãy nó phải bán quyết liệt chứ đừng có ý y nha, không nên ý y với thị trường này quá. Nếu hỏng mất 1440 rồi đôi khi phải bán quyết liệt, hoặc là các cổ phiếu nó đánh gãy quá mạnh rồi phải bán quyết liệt, đánh mua những cổ phiếu trên đọt cây nguy hiểm. Nhìn chung thì có thể những con nó vẫn trần, những con trên đọt á nó vẫn trần nhìn ngon phải không, nhưng mà em nghĩ đừng mua nha, nguy hiểm lắm. Mình thấy thì nó không sao nhưng tới lúc mình vừa mua nó lại ăn ngay đu đỉnh nha, ăn được một lần nó ngon,
ăn vài lần nó ngon, nhưng mà lỡ ví dụ như như những con này rồi sao? Không, ăn được một lần nó ngon, ăn hai lần nó ngon, mua 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 xong cuối cùng mua ngay đây xong kết thúc luôn toàn bộ ha. Bao nhiêu gia sản là mất hết đó, thành ra mình phòng vẫn tốt hơn là mình mạo hiểm. Giờ biết có chạy kịp không? Đó là với điều kiện mọi người phải chạy kịp, lỡ mọi người không chạy kịp rồi sao nha. Đó thì nhìn chung là em vẫn nói là đầu tư thì cứ tìm những cổ phiếu tốt mà đầu tư. Giai đoạn này em nghĩ là ngân hàng nó vẫn sẽ kéo cái nhịp cuối, sẽ có ngân hàng rất sức. Khi nào mà ngân hàng ví dụ như những cái con STB nó lên khoảng 35 36 ở trên đây, ở lúc đó em nghĩ sẽ có một nhịp trình. Còn bây giờ chưa, sắp ngân hàng sắp vào sóng kéo nha. Trước mắt ngân hàng phải bứt được vùng đỉnh này rồi nói gì nó, chưa bứt được thì chưa chưa chỉnh đâu nha. Rồi đó là nhận định của em hôm nay. Mọi người xem tới đây thì cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh, và chúc mọi người có những quyết định sáng suốt trong đầu tư. Nếu có vấn đề gì có thể liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà của em bên phần mô tả video bên dưới. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ.